ra Phan Thiết thì nó đã nằm trong tầm ngắm của các nhà kinh doanh du lịch từ rất lâu rồi. Nổi lên là một cái điểm mà rất là đặc biệt. Bởi vì thứ nhất là nó cách thành phố Hồ Chí Minh rất là gần. Nhất là sau này mà hệ thống cao tốc mà kết nối thì người ta sẽ đi lại bằng phương tiện cá nhân. Và cái đó hiện nay nó không phải chỉ riêng Việt Nam mà nó là của thế giới. Đi khép kín là từ đây cao tốc đi Đà Lạt, sau đó từ Đà Lạt vòng xuống Phan Thiết và trở về Hồ Chí Minh, một cái tour du lịch anh cho là nên dừng xuống biển rất là hay. Bây giờ anh tự lái xe đi rồi. Mà hai giờ tự lái xe đi trong cái phạm vi 200 cây là một cái xu hướng của toàn thế giới chứ không phải của mình nữa. Cho nên là đây là đi đúng hướng mà không thể khác được. Và anh nghĩ rằng những cái khu mà nó tiện ích mà nó như thế này bây giờ nó là xu hướng của thế giới, và thực ra người Việt Nam mình mới khoảng 5 năm trở lại đây mới nhận diện được nó. Bản thân anh mấy năm trước anh cũng không để ý lắm, nhưng mà 2-3 năm ở đây thì bắt đầu anh mới thấy đây là cái xu hướng mà mình không thể bỏ qua được. Thứ hai là biển Phan Thiết thì rất là đẹp, con người Phan Thiết thì rất là thân thiện, và anh cũng đã từng đi du lịch sang Sóc Chi, người ta không có cát nhưng mà tại sao người ta vẫn thu hút được du lịch. Nhưng mà Phan Thiết này còn, nếu mà nói về biển thì còn có nhiều thứ còn hơn ở Sóc Chi ở Liên bang Nga. Thế không có lý gì mà mình không tạo ra những cái sự hấp dẫn riêng cho cái Phan Thiết này được. Phan Thiết hiện nay này có một số cái ưu điểm đặc biệt mà chỗ khác không có được, đó là gió. Thì người ta mới tham gia được những cái trò chơi biển, ví dụ như lướt ván rồi thuyền buồm. Và gió này cũng là ở cái mức độ này hợp lý nữa. Người ta chơi được cả kinh khí cầu. Và duy nhất ở Việt Nam này mình nghĩ chắc chỉ có Phan Thiết mới có kinh khí cầu, thế còn chả có đâu có. Mà ở châu Âu thì chỉ có quý tộc mới chơi được cái môn này. Thì sang Việt Nam mình thì mình cũng là người bình thường, mình vẫn chơi được. Thì tại sao ta không phát triển, đúng không? Thank you.